Từ hôm cãi nhau với bạn gái, dường như cô ấy đã biến thành một người khác. Ủa, sao em bị bệnh mà không nói gì cho anh biết vậy? Cái mẹ đó hả? Anh đừng có lo, ba cái bệnh vặt thôi mà. Em tự đi khám rồi, anh không cần lo cho em đâu. Cô ấy bắt đầu trở nên mạnh mẽ và hiểu chuyện. Gia Long ơi, em đau bụng quá. Anh có thể đưa em đi bệnh viện được không? Sao nữa? Em đâu phải là cô gái duy nhất trên thế giới này bị đau bụng kia tới tháng đâu. Phiền phức. Không, mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu. Đó chỉ là đồng nghiệp của anh thôi à. Không sao đâu, anh không cần phải giải thích. Cô ấy không còn nổi giận và ghen tuông nữa. Gia Long, như vậy là sao hả? Anh giải thích đi. Nhỏ này là ai? Nè, anh có nghe em nói gì không vậy? Anh có nhớ là mình đang có người yêu không vậy? Em im đi. Sao mẹ em ghen tuông trẻ con quá vậy? Cô ta chỉ là đồng nghiệp của anh thôi. Ừ? Cái gì vậy? Quà hai bên này á. Trời, em đi tháng nào chả có tấm tiền chứ gì. Nhưng mà em mở ra coi đi, đẹp lắm á. Ừ, để đi, xíu mở, cho xong game mở. Cô ấy đối với tình cảm của chúng tôi không còn mong đợi và cảm xúc nữa. Hai bên đi. Quà kỷ niệm em tặng anh nè. Ơ, quà em đâu? Con gái của em, sao hôm nào cũng đòi quà hết vậy? Anh làm việc bù đầu bù cổ cả ngày. Thôi, để anh sau anh bù đi nha. Tôi cảm thấy tôi và cô ấy ngày càng xa cách. Không nên nhìn em xanh quá. Hay là tụi mình đi chơi cùng với nhau đi. Không được đâu, em có hẹn đi coi phim với bạn rồi. Ờ, khoan đã. Anh có một chút tiền lương nè. Hay là em cầm đi mà dùng nha. Không cần đâu, em có tiền mà. Không biết từ khi nào mà tôi không thể liên lạc được với cô ấy. Sao anh gọi em không bắt máy vậy? Nhạc ồn quá, em không có nghe. Vậy tại sao em không nói cho anh biết là trong tiệc có người yêu cũ? Anh làm cái trò gì vậy? Anh ghen tuông mù quáng quá vậy? Vậy em có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của anh không? Anh đoán thử xem. Alo anh yêu hả? Mai đón em đi chơi nha. Cô ấy đã hiểu chuyện rồi. Nhưng cô ấy không còn yêu tôi nữa.